nhớ subscribe kênh của mình nhé và bấm cái chuông bên dưới. Cảm ơn các bạn. Mặt sáng lên. Xin chào mọi người. Xấu quá. Hello các bạn. Mình đang ăn tại vì quay phim mệt quá. Thôi mình ăn no từ hồi sáng rồi nhưng mà bây giờ mình đói quá, cái còn dư cái mình đem theo, bỏ uổng lắm. Ngon quá chừng luôn nha. Em ăn vậy để cho nó thúi.